Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 18 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua được coi là ngày nóng đặc biệt trong tháng 11 ở Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất đã vượt lên trên 32 đến 33 độ. Thậm chí tại Hà Nội do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ còn lên tới 35 đến 35,5 độ, phá kỷ lục nhiệt độ của nhiều năm trong tháng 11. Và ngày hôm nay nắng vẫn bao trùm toàn miền nhưng nhiệt độ thì có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm qua, cao nhất chỉ dao động từ 30 cho tới 32 độ. Thời tiết các tỉnh thành miền Bắc sẽ có sự chuyển biến trong ngày mai khi mà khối không khí lạnh di chuyển xuống kết hợp với rãnh gió Tây trên cao sẽ mang mưa đến từ đêm mai cho tới ngày 20. Tuy nhiên mưa được dự báo chỉ xuất hiện tại các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, một vài nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Trung Du Đồng Bằng thì mưa xảy ra ít hơn. Đợt không khí lạnh lần này được dự báo là không mạnh nên nhiệt tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ không giảm sâu. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 20 dao động từ 26 cho tới 28 độ, nhưng đến ngày 21 thì nhiệt lại có xu hướng tăng trở lại. Khu vực các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế trong hôm nay và ngày mai chưa có nhiều biến động đặc biệt, phổ biến là ít mưa, ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 cho tới 33 độ. Tuy nhiên sang đến ngày 20 khi mà khối không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường xuống thì khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác nên nhiệt độ cũng sẽ giảm đôi chút. Riêng khu vực các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận thì chiều tối vẫn có thể xảy ra mưa rào nhẹ rải rác, mưa có thể tăng hơn trong ngày 20 do chịu ảnh hưởng của đới gió đông trên cao. Thời tiết ở Tây Nguyên nhiều ngày nay phổ biến là khô ráo và nắng nhiều ban ngày. Tuy nhiên trong chiều và đêm nay kéo dài tới ngày 20 thì nhiễu động gió đông yếu trên cao có khả năng gây mưa rào rải rác tập trung ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Nhưng lượng mưa được dự báo là không nhiều. Còn ở phía Nam trong hôm nay và hai ngày tới thì mưa rào vẫn chỉ xảy ra ở một vài nơi, chủ yếu là vùng ven biển vào lúc chiều tối. Ban ngày thì vẫn còn nắng ráo với nhiệt độ ít biến đổi, cao nhất duy trì từ 32 đến 34 độ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 19, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 cho tới 30 độ. Đến ngày 20, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 độ. Sau đó đến ngày 21 thì mưa sẽ giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại. Phía Đông Bắc Bộ, ngày 19, ngày nắng, vùng núi nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới khoảng 29 độ. Đến ngày 20 và ngày 21 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chính ở vùng núi và khu vực ven biển, nhiệt giảm đêm và sáng thì trời khá lạnh. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì ngày 19 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho tới 32 độ. Đến ngày 20 và ngày 21 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nền nhiệt sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung từ khu vực Bình Định cho tới Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 30 cho tới 32 độ. Trở vào với Tây Nguyên, từ ngày 19 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía nam của khu vực này. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng 31 độ. Còn với Nam Bộ thì 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Riêng ngày 21 thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất vẫn chạm ngưỡng 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày 19, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 cho tới 29 độ. Đến ngày 20 và ngày 21 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chính ở vùng núi và khu vực ven biển, nhiệt độ sẽ giảm đêm và sáng trời lạnh. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới thời tiết ổn định, phổ biến có mưa vài nơi và ban ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa thì trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió cấp 4, cấp 5. Các tàu thuyền cần lưu ý với dông sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Bản tin dự báo thời tiết 3 ngày tới của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.